Alvaro Morata, tiền đạo xuất sắc của Atletico Madrid, tiếp tục chứng tỏ phong độ ghi bàn ấn tượng khi anh ghi bàn trong trận đấu với Alep. Đây là lần thứ 7 anh lập công trong 7 trận gần đây cho Atletico trên mọi đấu trường và bàn thứ 5 tại La Liga. Với bàn thắng này, Morata giúp đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone bắt kịp chuỗi chiến thắng ghi dấu một thập kỷ trước. Đây cũng là màn trình diễn ấn tượng của Atletico trên sân nhà Metropolitano. Cuộc thăng hoa của Morata và đồng đội giúp Atletico đánh bại Alep với tỷ số 2-1. Sau trận đấu này, Atletico đã tạm thời lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 25 điểm, kém Girona và Real Madrid 3 điểm. Tuy vậy, Atletico vẫn còn một trận đấu chưa chơi sau khi trận đấu với Sevilla hồi tháng 9 bị tạm dừng do thời tiết xấu. Huấn luyện viên Simeone, người có trận đấu thứ 450 trên cương vị huấn luyện viên cùng với Atletico, đã chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ vì các đội bóng phía trước đang tiến bộ mạnh mẽ. Đây là một mùa giải đầy khó khăn và chúng ta phải duy trì sự tập trung.